là nặng nề. Ở trong chương trình này thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những cái bài tập yoga rất là cổ điển. Đây là bài tập mà Nguyễn Hiếu đã hướng dẫn hàng ngàn học viên. Và từ những bài tập này thì hàng ngàn học viên của Nguyễn Hiếu đã có cái sự thay đổi về thể chất và có cái sự linh hoạt uyển chuyển hơn, thậm chí là phục hồi các khớp khỏe mạnh trở lại. Bạn thân mến, chúng ta cùng bắt đầu với bài tập yoga hỗ trợ chữa bệnh khớp và phục hồi khớp tự nhiên. Xin mời bạn sẵn sàng luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Trước tiên chúng ta sẽ ngồi ở tư thế ngồi hết sức là thoải mái. Được chưa ạ? Đúng rồi. Và hai tay của bạn đặt nhẹ nhàng trên đầu gối. Chúng ta bắt đầu với bài tập xoay khớp và làm dẻo dai cho khớp vai và khớp khuỷu tay và các ngón tay. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin mời bạn hít vào một hơi thật sâu. Đồng thời chúng ta dang hai tay sang ngang. Đó, dang hai tay sang ngang. Và nhẹ nhàng chúng ta nắm bàn tay lại. Nắm bàn tay lại, chúng ta xoay làm dẻo cho khớp cổ tay này. Mở rộng vòng tròn xoay từ ngoài vào trong. 2, 3, bạn hít thở đều khi tập động tác này. 4, 5, sau đó bạn xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, và 1, đưa tay về vị trí ban đầu, ngửa lòng bàn tay. Chúng ta đặt ngón tay gập lên cái phần khớp vai sao cho khuỷu tay và vai của chúng ta thẳng hàng với nhau. Mời bạn xoay ra sau. 1, 2, mở rộng vòng tròn xoay để chúng ta làm khỏe cho khớp vai. 3, 4, 5, động tác này sẽ phòng tránh chứng bệnh đau mỏi vai gáy cho bạn. 5, 4, 3, 2, và 1, sau đó từ từ bạn đưa hai tay trở về vị trí ban đầu, thở ra và hạ tay xuống thả lỏng. Bạn giữ nguyên tư thế ngồi nhưng mà chúng ta sẽ tháo chân ra và chúng ta để úp hai lòng bàn chân lại với nhau. Úp hai lòng bàn chân lại với nhau, lưng của bạn giữ thẳng, hai tay của bạn đan ôm lòng bàn tay về phía các ngón chân, dựng thẳng lưng lên. Chúng ta tiếp tục với tư thế con bướm để làm khỏe cho vùng khớp háng và giải phóng những cái năng lượng ứ đọng ách tắc ở trong khớp háng và phòng tránh cả cái chứng bệnh đau dây thần kinh tọa nữa ở động tác này. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin mời bạn hãy thả lỏng cho khớp háng của mình nha. Và chúng ta bắt đầu rung này, thả thật lỏng, thật mềm, và chúng ta rung rinh, thả mềm cho khớp háng của bạn. Bạn hít thở đều khi tập động tác này và nhớ hít bụng sẽ phồng lên, thở ra xẹp bụng xuống. Chúng ta tiếp tục vỗ như vậy và bạn thả càng mềm thì bạn sẽ thấy cái phần khớp háng của bạn được lỏng hơn và cái tiếng vỗ ở hai bên sẽ có cái tiếng kêu lớn tiếng hơn. Đó, chúng ta thêm 5 nhịp nữa nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó chúng ta hạ chân xuống. Rất tốt. Và chúng ta tiếp tục với động tác tiếp theo. Mời bạn khép hai chân lại. Động tác xoay và làm dẻo cho toàn bộ khớp gối và các ngón chân, khớp cổ chân của bạn để phòng tránh các cái chứng bệnh đau khớp ở chân và làm phục hồi, làm khỏe toàn bộ khớp ở phần chân cho bạn. Xin mời bạn, chúng ta hai tay chống ra phía sau, hai gót chân dựng thẳng lên. Chúng ta sẽ xoay tròn sang bên phải, làm dẻo cho khớp cổ chân và tăng tuần hoàn máu ở chân của bạn này. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó bạn xoay ngược trở lại. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ bạn dựng chân lên, nhẹ nhàng bạn gập các ngón chân lại, gập các ngón chân. Sau đó bạn duỗi mũi chân xuống, duỗi giãn cái mũi chân của bạn xuống, sát dần xuống sàn. Rồi tiếp tục bạn lại co cái gót chân lên và kéo cái gót ngược ra phía sau. Sau đó từ từ gập ngón lại, duỗi giãn dài chân của bạn về phía trước. Rồi nhẹ nhàng lại tiếp tục căng cái gót chân ra phía ngoài. Bạn sẽ thấy là cái phần chân của bạn mềm mại ra rất là nhanh và chúng ta sẽ không còn cái hiện tượng đau mỏi tắc nghẽn ở bàn chân nữa. Tiếp tục lần cuối cùng, bạn duỗi mũi chân và sau đó căng gót chân ra. Sau đó chúng ta hạ chân xuống và thả lỏng cho vùng
cổ chân, bắp đùi và khớp đầu gối. Bạn nâng cơ thể thẳng lên, khép hai chân lại, co chân phải lên, chân trái duỗi thẳng. Hai tay bạn ôm lấy cái vùng bắp đùi trong của bên phải, chống mũi chân, bạn duỗi thẳng lưng. Đó, chúng ta tiếp tục với động tác tiếp theo, làm khỏe khớp gối, hít vào, nâng chân phải lên, sao cho cẳng chân song song với mặt sàn, và nhẹ nhàng bạn xoay sang phải. 1, bạn hít thở đều nha. 2, 3, 4, 5, rồi bạn lại xoay ngược trở lại. 5, 4, 3, 2, 1, đưa chân về vị trí ban đầu. Bạn giữ nguyên tư thế, hít vào thật sâu, duỗi thẳng căng chân phải, thở ra, từ từ hạ chân xuống. Nhịp 2, hít vào, duỗi căng chân phải, thở ra, bạn hạ xuống. Nhịp 3, hít vào, duỗi căng chân và bạn giữ hít thở đều ở đây, mắt nhìn vào các ngón chân để tạo sự kết nối giữa các bộ phận của cơ thể. Giữ 5 giây cùng Nguyễn Hiếu nào. 5, 4, bạn cố gắng duỗi thẳng nha. 3, 2, và 1, thở ra, hạ chân xuống. Bạn tập tốt lắm và chúng ta đổi bên nào. Chúng ta sẽ duỗi chân phải và co chân trái lên. Hai tay ôm lấy bắp đùi trong, lưng giữ thẳng nào. Đúng rồi, và từ từ hít vào. Bạn nâng chân trái lên song song với mặt sàn. Chúng ta quay sang trái. 1, bạn nhớ chỉ khớp gối thôi nha. 2, 3, 4, 5, rồi chúng ta xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1, đưa chân về vị trí ban đầu. Chúng ta tiếp tục nào. Hít vào, bạn duỗi thật thẳng chân của bên trái, thở ra, bạn hạ xuống. 2, hít, bạn duỗi thẳng căng chân, thở ra, hạ xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, duỗi thẳng chân và bạn giữ hít thở đều ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, nhẹ nhàng hạ chân xuống, bạn duỗi chân và rung rinh thư giãn, thả lỏng cho bắp chân, đầu gối và bắp đùi, thả thật lỏng, thật mềm.